Hey, các bạn ơi, cái này nó tuy nó hơi khó cho nên cái giải thưởng bây giờ mình treo lên vòng 3 tới 1 triệu nha các bạn. Của mình hôm nay nhà mình có tiệc nha các bạn. Okay, thì hôm nay team mình đã nghĩ ra một trò chơi mới nha các bạn. Đây là mấy con heo cực dễ thương nha mọi người. Đây mình sẽ bỏ tiền vào trong đây và cho mấy người đó nhảy ba bố rồi bịt mắt nha mọi người, nhảy ba bố bịt mắt đập heo sẽ nhận được phần thưởng nha mọi người. Còn phần thưởng bao nhiêu thì bên phần ekip chuẩn bị nha mọi người, mình cũng không biết nữa. Okay, thì bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị cái này để treo lên trên này. Mình treo mấy con heo lên xong rồi nha các bạn. Đây cũng đã phần thưởng cũng đã treo lên rồi, giờ chỉ đợi xíu nữa là mình bắt đầu cuộc chơi luôn nha mọi người. Quá đẹp không? Heo xanh này đẹp nè mọi người. Heo xanh này đẹp mà không biết mệnh giá có lớn hay không mà mình cũng không biết nữa. Nope. Mấy con này cũng rất đẹp nha mọi người. Cái thì vòng đầu mình sẽ chơi 6 con, vòng thứ 2 mình sẽ chơi 5 con nha mọi người. Mình sẽ chơi 2 vòng. Phần thưởng cao nhất là 200 ngàn. Ơi, nhảy đi. Trời ơi, giống sâu rạm quá. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Gì vậy ba? Trời ơi, giống sâu rạm quá. Tới luôn, tới luôn. Xíu nữa mà, xíu nữa tới mất rồi. Đó tới mất rồi. Rồi, ok ok. Bỏ kia, bỏ kia. Nè, cây nè. Mà canh ngay, mày đi kia, mà canh ngay đó. Chỉ thôi chứ không có cho mày dẫn nha. Không bánh rồi. À, bác hai đến từ đâu bác hai? Thương Nhượng. Thương Nhượng Bến Tre luôn nha các bạn. Con thịt ra chứ để đụng. Đập. Đập. Có cây mục quá.
Đâu rồi? Đây nè. 100 rồi, được 100k kia các bạn. 100 luôn nha các bạn. Chúc mừng chị ơi. Đây là dài quá. Đây tới vậy là con gái đến chơi nha các bạn. Giá trứng muốn dừa. Tao nhúng cái gì nó cũng nhúng hết trơn vậy. Rồi, ok. Rồi, ok. Lột quần ra. Cầm cây tới rồi. Ủa này không nhấn chưa? Rồi. Mấy đứa nhỏ đi vô cho đẹp trúng. Tới. Tới. Liên đi vô. Được 100k nghe các bạn. 100k nghe các bạn. Đưa lên cho khán giả coi. Nè. Được 100k nghe các bạn. Tiền, nhảy đi. Nhảy kiếm tiền mà không nhảy. Đây là cẩm tiên nghe các bạn. Cẩm tiên đến từ đâu? Đến từ dòng cơm Bến Tre. Rồi, ok. Yes sir. Rồi, ok. Các bạn thì gương mặt này quá quen thuộc rồi các bạn. Hốt gờ của Bến Tre. Rồi. Thẳng. Ok các bạn, đây là đầu bếp người Hà Lan đến từ Philippines nha các bạn. Hey, yes sir. Quay ba vòng. Quay đi đã. Quay ba vòng. Thanh niên phải quay ba vòng. Hai vòng. Một vòng. Hai vòng. Rồi. Đi thẳng.
Thôi thôi, đáp, đáp. Đây, 1 trong 2 con. 200 ngàn nằm đâu đây? 200 ngàn nằm ở đâu đây? Rồi, mấy đứa nhỏ chút nữa đó. Mấy đứa nhỏ xong lớn rồi mấy đứa nhỏ. Linh nhảy đi. Rồi. Ai kêu đi vòng lên, ai kêu đi bên đó. Tụi nó túi nữa xong xuôi lại là cho mấy đứa nhỏ xong sao? Đây là Tú Linh nha các bạn. Đây nhìn mặt học cực kỳ giỏi nha, cái Nhật đây. Tú Linh đến từ đâu đây? Đến từ Bến Tre. Còn gái Bến Tre nó đẹp, đẹp thấy sợ, nó đẹp thấy ấn. Dùng từ ngữ của người địa phương, chắc bạn nghe thấy đều quá chớn. Tôi khuyên mấy ông về đây lấy vợ, vì con gái chẳng cần văn thơ. Luôn chung thủy sống chọn kiếp người, hai quả tim vàng dưới đồi trăng mơ. Ở xã Hưng Nhượng. Xã Hưng Nhượng Bến Tre nha các bạn. Xã Hưng Nhượng Bến Tre, xã Hưng Nhượng. Rồi, nhảy. Nhỏ né vô cho đẹp luôn. Rồi. Lấy mấy cái bịch đi thôi. Đứt cái đầu chỉ Tú Linh ơi. Xịt ra đi trúng. Ba cái không được là bắt đi lại nha. Năm mươi ngàn nha các bạn. Rồi, vậy là các bạn biết giải thưởng trong này là 200k nha các bạn. Thôi vậy háo 200k xuống đi, biết rồi bây chơi gì nữa. Bây giờ là không cho chỉ luôn. Bây giờ giải thưởng cuối cùng là 200k nha các bạn. Đây 200k đang chờ đây. Rồi ưu tiên cho Dưỡng Út là đi nhảy tới rồi mới quay 5 vòng. Nếu mà có 10 ngàn cái là cái này đập nó luôn nha. Bây giờ là giao trước nha, đập 3 lần là phải nhảy lại nha. Ok các bạn. Vâng. Bây giờ đồng ý không? Bây giờ là vòng đây là vòng đặc biệt. Nhảy tới mà đập hụt 3 lần là phải đi lại từ đầu. Qua lượt. Chưa, sao bịt mắt sao nó nhảy? Bây giờ là chỉ chứ không có dẫn nha. Rồi, 1, 2, 3. Nhảy đi. Phải. Nhảy đi. Tăng. Quay. Đây, đưa cái cây, đưa cái cây,
Rồi, đưa cây lên, đưa cây lên, đập. Rồi, đập đi, đập đi. Đập. Bị lội nghe, bị đập ba cái rớt heo, bị lội nghe các bạn. Bỏ dép nè. Vậy phỏng vấn rồi chứ. Từ để bỏ vô đúng. Phỏng vấn gì? Phỏng vấn đó gì đâu, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Trời ơi, mặt quần cũng không xong nữa mà. Rồi, cho hỏi anh là tên gì, đến từ đâu à? Trời, trời ơi, nhận. Tên gì? Tôi ở tên Trọng. À, tên Trọng, đến từ Hưng Dũng, Bến Tre nha các bạn. Rồi, một. Rồi, cái quần này nhảy, tôi nổi rồi. Nhảy tụt quần hả? Một, hai, ba. Nhảy đi. Ôi, nhảy tụt quần của các bạn ơi. Tụt quần của các bạn ơi. Vô không? Tới nữa, tới nữa. Cởi quần ra, cởi quần ra. Có quay không? Có quay vòng vòng không? Quay 5 vòng. Mà đập 3 cái không được là lỗi nha. Một, hai, ba, bốn, đó, đập cái bà kế bên đó. Rồi, đi, thẳng. Rồi, không có đụng luôn đi. Rồi, tới, thẳng. Rồi. Rồi hả? Thắng luôn. Ba bước. Gần tới rồi, thôi, ra đi. Thôi xíu nữa. Rồi, đập. Ha ha ha!
rồi. Sao quá tao cũng nghe nghe rồi. Làm lại chú đây. Nó tự mình nó dẫn ra không ai biết hết đâu. Đứng ở đây nè, cái đầu tiên. Thì mình nó bao biển. Đâu lại đập đúng với lạnh. Nhìn lại. Rồi đi ra đi ra đi ra. Rồi rồi đi ra. Ê đực mất rồi. Rồi rồi. Rồi. Đập cái bà kia lên nhá. Để quay cho nó hư. Đập. Có điện thoại đang quay. Đập. Đập. Đi, ba lần mà không được là bỏ nghe. Đúng rồi, ba lần được bỏ là bỏ. 2, 3, đập. Ôi, được 300k nha các bạn. Đâu, đưa cho khán giả coi. 300k nha các bạn. Đây, đập cái nữa. Ok các bạn, thì màn đạp heo của mình tới đây thì cũng xin kết thúc tạm dừng ở đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy clip hay thì hãy cho mình một like, một share và một lượt đăng ký nha các bạn. Nếu các bạn thấy tưởng nào hay thì hãy comment bên dưới để mình thực hiện các bạn. Hẹn các bạn ở clip lần sau các bạn.